Vâng, thưa quý vị, với mong muốn lan tỏa tình yêu với trang phục áo dài truyền thống cho các bạn nhỏ, show diễn thời trang Mộc Uyển cùng với phần trình diễn của hơn 100 mẫu nhí đã mang đến một không gian nghệ thuật đậm chất văn hóa Việt Nam, đem đến một sân chơi bổ ích để phát triển tài năng nghệ thuật cho các người mẫu nhí. Những bước catwalk tự tin, uyển chuyển trên nền nhạc dân gian Việt Nam của hơn 100 người mẫu nhí đã trình diễn các trang phục qua từng giai đoạn lịch sử Việt Nam như áo yếm, áo dài, được cách tân và làm mới bằng chất liệu và màu sắc đính kết tinh tế. Show diễn Mộc Uyển lần này giới thiệu hai bộ sưu tập độc đáo đến từ nhà thiết kế Linh Phương và nhà thiết kế Đức Lương. Mỗi bộ sưu tập đều mang dấu ấn riêng qua chi tiết ngôi nhà ngói Việt, cô tấm mặc áo tứ thân đội lá sen, lấy cảm hứng từ thiên nhiên và con người Việt Nam. Tôi nghĩ là các em nhỏ thì các em bé, em nào cũng có một cái giấc mơ tiểu thư công chúa này, có những cái váy rất là xinh này. Nhưng khi mà kết hợp được cái vẻ đẹp truyền thống với hiện đại trong một cái trang phục mà áo dài cũng như là trang phục mà dành cho các em ấy, thì trước hết là vừa khiến cho các em có cái sự thích thú và đồng thời cũng nuôi dưỡng ở trong các em cái cảm xúc, cái tình cảm với cái vẻ đẹp truyền thống của cái trang phục dân tộc. Và tôi nghĩ là từng cái chi tiết nhỏ sẽ làm nên những cái gọi là cái giá trị lớn. Và nếu như các nhà thiết kế mà chú ý đến từng chi tiết nhỏ để vun bồi những giá trị lớn thì đó cũng là một cái thành công rất là lớn trong cái show diễn này. Mộc Uyển không chỉ muốn tôn vinh các trang phục truyền thống mà còn muốn truyền tải một thông điệp về những giá trị văn hóa quý giá cho thế hệ trẻ. Qua đó tạo một sân chơi bổ ích, quy tụ các tài năng nhí có năng khiếu catwalk để trình diễn trên các sàn runway lớn. Tôi cảm thấy rằng là đây là một trong những cái show có rất nhiều cảm xúc. Một cái người xem là một người phụ huynh thì thấy rằng là đây thực sự nó không chỉ là nghệ thuật mà là một cái sân chơi rất là tốt dành cho tất cả các bạn nhỏ ở tại Việt Nam của mình. Các bạn tự tin hơn và sau này rất có thể bạn sẽ trở thành những người tài năng và có thể đứng ở các cái show diễn ở thế giới. Với Mộc Uyển thì hàng năm MT Group luôn luôn sẽ tổ chức ra những cái show lớn hàng năm. Và những cái show nhỏ như thế này thì là tạo ra những cái sân chơi dành cho những bạn nhỏ để các bạn có những nhiều sân chơi hơn để thể hiện tài năng của mình. Trong sân chơi thì những em nhỏ có thể thể hiện như trình diễn thời trang, dancer và MC. Có thể là được thể hiện mình trong show diễn này cũng là một cái trải nghiệm và cũng là một cái kỷ niệm để khi các bạn ấy lớn lên, bạn sẽ xem lại cái sự thay đổi của mình. Từ những show diễn tôn vinh nét đẹp cổ điển qua trang phục truyền thống như thế này sẽ giúp quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế gần hơn nữa để phát triển ngành du lịch Việt Nam gắn với văn hóa con người. Mỗi một người mẫu nhí khi khoác lên mình bộ trang phục mang đậm văn hóa dân gian Việt Nam qua từng thời kỳ cũng sẽ giúp các em tiếp thêm niềm tự hào dân tộc, lan tỏa tình yêu đất nước qua thời trang và nhớ lại nguồn cội của chính mình.